Mua lại Apple bị tòa cấm đi máy bay, tàu cao tốc, Luo Yonghao, sáng lập hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc Smartisan Technology, bị cấm sử dụng các dịch vụ đi lại như máy bay, tàu cao tốc và khách sạn đắt tiền. Nguyên nhân được cho là Luo Yonghao không tuân thủ phán quyết của tòa án liên quan tới tranh chấp hợp đồng với đối tác. Smartisan là công ty sản xuất điện thoại khá nổi ở Trung Quốc với nhà sáng lập bốc đồng Luo Yonghao, người này từng gây ầm ĩ khi tuyên bố sẽ mua lại công ty Apple của Mỹ. Luo hiện đang gặp rắc rối với tòa án ông bị cấm bén mảng tới khách sạn đắt tiền, hộp đêm, câu lạc bộ gôn, không được mua bất động sản, bảo hiểm cao cấp và không được gửi con tới trường tư đắt tiền. Tòa án Đan Dương tỉnh Giang Tô đã ra lệnh trên, sau khi xác định công ty Smartisan Technology không tuân thủ phán quyết trước đây về giải quyết tranh chấp hợp đồng với một công ty điện tử địa phương, doanh số điện thoại Smartisan tại Trung Quốc đứng sau Huawei, Xiaomi và Oppo. Công ty mạng xã hội Trung Quốc Biden hồi đầu năm cho biết, đang có kế hoạch phát triển chung điện thoại với Smartisan sau khi mua lại sáng chế từ hãng này, Smartisan vừa ra mắt điện thoại mới cách đây ít ngày. Trong video đăng tải trên mạng Weibo, giám đốc điều hành Udizu nói rằng, phần lớn nhóm phát triển smartphone của Smartisan đã chuyển sang ByteDance. Luo cũng rời nhóm vì lý do cá nhân. Luo cũng lên Weibo đăng tải lời xin lỗi vừa hứa sẽ trả hết nợ nần trong tương lai. Smartisan từng sở hữu khối tiền mặt 83 triệu đô la Mỹ trước khi công việc kinh doanh bắt đầu trì trệ năm ngoái.